Cho mời thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Trinh, và hiện tại mình đang làm giáo viên mầm non. Ủa cao quá vậy, cao vậy. Giữ cái đầu lên nè. Anh Hoàng nè, đi khách quá á, thì cái tay để như này này. Vâng. Em đi em cứ như thế này, không biết em tát cái gì vào mặt ai này. Em run ạ. Run thì run, nhưng mà nhớ giữ cái tay nó thẳng nhá. Vâng ạ. Để giữ được cái đầu thì phải làm sao? Em tìm một điểm á, hoặc em nhìn chị, hoặc em nhìn sau này nè. Nhìn nó được đúng một điểm thôi và tiến tới nó, không có lắc lư như vậy nữa. Vâng. Đi lại nữa. Trời đã đẹp đúng rồi. Wanna be on top. Đúng tầm xuống. Ừ, giữ tầm đó. Good. Thế cô giáo mầm non sẽ đi đến đây. Em có đam mê trở thành người mẫu ạ. Bắt đầu từ mùa thứ hai thì mùa nào em cũng xem hết. Và em nhớ lần đầu tiên em đi casting Fashion Week, em có gặp chị. Chị cast rất là nhiều luôn á. Chắc là chị không nhớ em nhiều lắm. Lúc đấy em rất là nhạt đúng không? Bây giờ cũng đâu có mặn lắm đâu. Lúc em đi dạy trẻ á, em có dạy không? Em không ạ. Em mà như vậy em nít nó khóc hết trơn luôn á. Bây giờ cô giáo dạy bé này đi. Con ơi con đói bụng. Con ơi con nín ngay. Con ơi con đói bụng. Con lấy đồ cho con ăn nhá. Con nín ngay ra. Con nhìn con sợ. Yêu con nhá. Con nín ngay yêu. Con lấy đồ chơi cho con nhá. Đồ chơi đâu. Mình vận dụng các kiến thức đi làm trong suốt 3 năm vừa qua. Dỗ chị ý. Mặt con như yêu quái. Mình sợ bạn hơn cô giáo. Thôi. Thôi. Phát thì còn đi đóng mặt vào tường kìa. Con đi đóng mặt vào tường nhanh lên. Càng dỗ thì chị lại càng khóc to. Mình đã quát chị và thể ra một cái chiêu cuối, đó là bắt chị ra úp mặt vào tường thì chị cũng hơi sợ thật đấy. Thế con nín ngay của cô yêu. Nín ngay. Con ngồi lên này nhanh lên. Nếu mà xét về tiêu chuẩn của học sinh thì Yến là một học sinh rất là cá biệt. Cô giáo dỗ mà không lý gì cả. Thế em có thể gặp em bé này giống chị chưa? Anh vạ ra vậy đó, lì như vậy đó. Rất nhiều rồi ạ. Rồi cảm ơn phần dạy dỗ. Em bé Hằng Yến rất là dễ thương giống như chị. Rất là cảm ơn em. Cảm ơn ạ.